video có tựa đề quả báo làng Nũ Lào Cai gây phẫn nộ. Việc lợi dụng nỗi mất mát của đồng bào miền Bắc sau bão Yari để câu like. Câu view của một kênh YouTube dành cho trẻ em dấy lên sự bức xúc trong cộng đồng mạng. Tối ngày 16 tháng 9, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một video hoạt hình có tựa đề về quả báo làng Nũ Lào Cai khiến nhiều người phẫn nộ. Video này dài khoảng 42 phút 15 giây và nội dung là một câu chuyện hoàn toàn không liên quan tới thôn làng Nũ mà kể về câu chuyện một con hổ về làng tàn phá và quấy nhiễu người dân. Theo tìm hiểu, video này xuất phát từ kênh YouTube Những Bài Học Nhỏ với hơn 324.000 người đăng ký và mỗi video trên kênh này đều đạt vài chục ngàn lượt xem. Được biết, video này ban đầu có tên quả báo di làng Nũ Y Lào Cai, truyện cổ tích, những bài học nhỏ, quà tặng cuộc sống. Sau đó, chủ kênh đổi ảnh minh họa và tiêu đề như trên hình khi xem video xuyên tạc, lấy nỗi đau của bà con làng Nũ để gây chú ý. Ca sĩ Emily cảm thấy buồn phiền và bức xúc với hành động vô cảm của chủ kênh YouTube này. Cô chia sẻ, vì giữa nỗi đau không thể kể xiết mà miền Bắc đang phải gánh chịu. Với những mất mát to lớn về cả người và của, Emily khẩn thiết kêu gọi tất cả chúng ta hãy cùng nắm chặt tay, cùng nhau vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả sau thiên tai kinh hoàng này. Đặc biệt, trong thời khắc đau thương này, hãy mạnh mẽ lên án những hành động vô cảm, lợi dụng nỗi đau của đồng bào chỉ để câu view, câu like, bịa đặt và xuyên tạc sự thật. Khi cả làng Nũ đang chìm trong cảnh đau thương, thật đau xót khi có kẻ lại nhẫn tâm mang nỗi đau ấy ra làm trò. Mọi người hãy tỉnh táo chọn lọc những thông tin đúng đắn và đáng tin cậy, để chúng ta có thể cùng nhau vượt qua thời khắc khó khăn này với trái tim trọn vẹn yêu thương. Được biết, hiện tại Emily đang có mặt ở Hà Nội để tham gia vào các hoạt động hỗ trợ, cứu trợ các đồng bào gặp bão lũ. Đồng quan điểm với Emily, ca sĩ Nguyên Vũ lên tiếng, để tôi thấy dường như họ bất chấp tất cả để làm những nội dung câu view, câu like, thậm chí lợi dụng nỗi đau, mỗi mất mát của người khác. Nam ca sĩ 8X cũng hy vọng sẽ có những hình thức xử phạt nặng hơn đối với những trường hợp tương tự. Anh bày tỏ quan điểm, để bây giờ nếu phạt 3 triệu, 7 triệu hay 10 triệu thì không còn thấm thía gì so với việc họ nhận được sự quan tâm chú ý của mọi người. Thậm chí, có những người còn nghĩ rằng chỉ bị phạt một chút không sao, chỉ cần thu hút được mọi người. Video quả báo làng Nũ Lào Cai gây phẫn nộ việc lợi dụng nỗi đau của đồng bào miền Bắc để giật tích câu like. Câu tương tác khiến kênh YouTube này cũng nhận về gây làn sóng ấy chỉ trích dữ dội từ cộng đồng. Một số tài khoản chia sẻ, gây mất nhân tính. Đói khát nội dung đến thế à? Để yêu cầu làm rõ chủ kênh và mục đích thực sự khi đăng tải video này. Quá bức xúc, ê sợ thật. Có những người bất chấp nhân tính, bất chấp danh dự để đi kiếm view kiếm like. Vậy phải vô cảm và thất đức thế nào mới có thể làm ra nội dung như thế này? Chuyện ác nhân thất đức vậy mà cũng làm được. Để nỗi đau mất bao nhiêu mạng người ở làng Nũ chưa nguôi ngoai mà dám bị đặt để làm nội dung. Ngoài video xuyên tạc nội dung về làng Nũ gây bức xúc, kênh này cũng đăng tải nhiều video có tựa đề gây sốc, kém văn minh dù là kênh dành cho trẻ em hơn thế nữa. Nhiều người để lại bình luận đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc nhằm xử lý những kênh YouTube chứa nội dung gây bẩn, lợi dụng nỗi đau của người dân đang chịu thiệt hại bởi bão Yari để tạo sự chú ý. Tôi muốn xin link để báo cáo vi phạm kênh này. Tôi báo cáo kênh ngay lập tức khi đọc tựa đề. Ê mọi người cùng vào kênh báo cáo vi phạm để đánh sập kênh này đi ạ. À. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc. Để tôi mong kênh này bị phạt nặng. Để mong chính quyền vào cuộc. Giờ việc gì cũng có thể lợi dụng để làm nội dung truyền bá những tư tưởng độc. Bên cạnh đó, một số bậc phụ huynh cũng thể hiện sự quan ngại nếu trẻ con vô tình xem phải những nội dung tương tự. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại video và kênh này không còn xuất hiện trên nền tảng YouTube.